Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. MU cho danh sách dự chung kết Europa League, Maguire có tên. Không nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn điền tên Harry Maguire vào danh sách các cầu thủ tham dự chung kết Europa League với Villarreal, cho dù trung vệ này chưa bình phục hoàn toàn. Harry Maguire đã dính chấn thương mắt cá chân trong trận MU thắng Aston Villa 3-1 vào ngày 9 tháng 5. Trung vệ này được kỳ vọng sớm trở lại nhưng anh đã bỏ lỡ cả 4 trận đấu cuối cùng của Quỷ đỏ ở Premier League. Trong cuộc họp báo gần nhất, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận Maguire khó lòng kịp bình phục cho trận chung kết Europa League với Villarreal vào ngày 27 tháng 5 tới. Tuy nhiên, ông vẫn điền tên ngôi sao người Anh vào danh sách 26 cầu thủ MU hành quân đến Ba Lan. Trong khi đó, Phil Jones không có tên như đồn đoán. Bên cạnh Maguire, MU có 3 trung vệ khác cho trận đấu này là Ansel Tazabe, Eric Bailly và Victor Lindelof. Đây cũng là những cái tên thay nhau đá chính trong thời gian Maguire vắng mặt. Ngoài sự xuất hiện của Maguire, danh sách của MU không có bất ngờ nào khác. Đáng chú ý, 3 tài năng trẻ đang nổi của Quỷ đỏ Amad Diallo, Anthony Elanga và Sola Surati đều được huấn luyện viên Solskjaer mang theo. Viết tâm thư chia tay Juventus, Ronaldo đến MU để nhận lương cao nhất câu lạc bộ. Ronaldo khẳng định mình đã chạm đến toàn bộ mục tiêu với bóng đá Ý, thầm báo trước về một sự chia tay trong thị trường chuyển nhượng hè. Cách đây ít giờ, Ronaldo đăng tải dòng trạng thái trên Instagram cá nhân với nội dung khá nhạy cảm khiến người hâm mộ nghi vấn về khả năng chia tay Juventus ngay trong thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Cuộc đời và sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ hàng đầu nào cũng được tạo nên từ những thăng trầm. Năm này qua năm khác, chúng tôi phải đối mặt với những đội bóng tuyệt vời, với những cầu thủ phi thường và những mục tiêu đầy tham vọng. Vì vậy, chúng tôi luôn phải cố gắng hết sức để giữ mình ở mức xuất sắc. Năm nay chúng tôi không thể vô địch Serie A. Xin chúc mừng Inter Milan vì danh hiệu vô cùng xứng đáng. Tuy nhiên, tôi phải đánh giá cao mọi thứ mà chúng tôi đạt được ở mùa giải này tại Juventus, cả về mặt tập thể lẫn cá nhân. Siêu cúp Ý, cúp quốc gia Ý và danh hiệu vô phá lưới Serie A khiến tôi hạnh phúc. Với những thành tích này, tôi đã chạm đến mục tiêu mà bản thân đã đặt ra ngay từ ngày đầu tiên đến Ý, giành chức vô địch cúp quốc gia và siêu cúp, đồng thời trở thành cầu thủ xuất sắc nhất và vô phá lưới ở đất nước bóng đá tuyệt vời này. Tôi rất tự hào với những kỷ lục với bóng đá Anh, Tây Ban Nha và Ý. Tôi đã nói rằng tôi không theo đuổi kỷ lục theo đuổi tôi. Không gì sánh được với cảm giác khi biết rằng tôi đã để lại dấu ấn ở những quốc gia mà tôi đã thi đấu và tôi đã mang đến niềm vui cho những người hâm mộ câu lạc bộ mà tôi đại diện. Đây là điều tôi làm việc. Đây là điều khiến tôi cảm động và đây là điều tôi sẽ luôn theo đuổi cho đến ngày cuối cùng. Cảm ơn tất cả những người tham gia cuộc hành trình này, Ronaldo chia sẻ trên Instagram. Với việc nhấn mạnh rằng mình đã đạt được tất cả các mục tiêu về bóng đá Italia, Ronaldo được cho là sẽ rời Juventus ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, trong hoàn cảnh anh đang được liên hệ mạnh mẽ với đội bóng cũ Man United. Theo nguồn tin từ The Athletic, Quỷ đỏ vẫn đang tìm cách để đưa chủ nhân 5 quả bóng vàng trở lại Old Trafford. Huấn viên trưởng Ole Gunnar Solskjaer được cho là vẫn giữ liên lạc với Ronaldo và nếu như trở lại MU, CR7 sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất câu lạc bộ. Ceballos chính thức rời Arsenal trở về Real Madrid. Trên trang cá nhân, Dani Ceballos xác nhận anh sẽ chia tay Arsenal sau mùa giải này. Arsenal vừa kết thúc mùa giải 2020-2021 theo cách rất đáng thất vọng, không những trắng tay trên mở đấu trường, thay cho Mikel Arteta còn thất bại trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa sau. Trên bảng xếp hạng Premier League, họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 với 61 điểm. Lúc này, vấn đề nhân sự trong mùa giải mới đang được quan tâm bậc nhất tại Arsenal. Dự kiến pháo thủ sẽ chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng để hướng đến những mục tiêu cao hơn. Bên cạnh đó, những cái tên không còn nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ cũng sẽ rời đi. Cách đây không lâu, Arsenal xác nhận David Luiz là cái tên đầu tiên sẽ rời vào mùa hè năm nay. Đến ngày hôm nay, ngày 25 tháng 5, cái tên thứ hai đã xuất hiện. Theo đó, Dani Ceballos sẽ trở lại Real Madrid sau khi kết thúc bản hợp đồng mượn 2 năm với pháo thủ. Thông tin này đã được tiền vệ người Tây Ban Nha xác nhận trên trang cá nhân qua một bức tâm thư vô cùng xúc động. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn lãnh đạo, ban huấn luyện, các nhân viên y tế, truyền thông và đặc biệt là các cổ động viên. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi đã luôn làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình vì màu áo của câu lạc bộ. Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất. Tiến lên pháo thủ, tạm biệt, cảm ơn vì tất cả. Arsenal mượn Ceballos từ Real Madrid vào hè 2019 sau mùa giải đầu tiên ấn tượng mạnh. Tiền vệ này tiếp tục được pháo thủ mượn thêm một mùa nữa. Tuy nhiên sau mùa giải thứ hai, anh không duy trì được phong độ và đánh mất niềm tin từ huấn luyện viên Mikel Arteta. Tại Premier League, Ceballos chỉ có 17 lần đá chính kể từ đầu mùa. Luxor dự đoán kết quả trận chung kết Europa League. Khi được hỏi về kết quả trận chung kết Europa League với Villarreal, hậu vệ Luxor tự tin khẳng định Quỷ đỏ sẽ là đội giành chiến thắng. Sau trận thắng 2-1 trước Wolves ở vòng đấu cuối cùng ở Ngoại hạng Anh, MU sẽ lên đường sang Ba Lan để tham dự trận chung kết Europa League với Villarreal.
Đây là cơ hội để Quỷ Đỏ giành danh hiệu đầu tiên dưới thời huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer. Trước trận đấu, họ về Luxor tỏ ra tự tin vào một chiến thắng. Anh nói, đây là trận đấu có nghĩa với tôi. Những chấn thương đã khiến tôi bỏ lỡ quá nhiều trận chung kết. Thực sự là rất thất vọng khi bạn không thể ra sân ở những trận đấu quan trọng như vậy. Bây giờ tôi đang sung sức và duy trì quyết tâm rất lớn. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng chứng tỏ những gì tốt nhất của mình. Villarreal là một đội bóng mạnh. Họ có một huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm ở Europa League, Unai Emery. Họ có một đội hình tuyệt vời. Tuy nhiên tôi tự tin vào một chiến thắng cho MU. Chúng tôi đã chơi tốt ở giải đấu này. Chúng tôi sẽ cho thấy tất cả rằng mình xứng đáng lên ngôi vô địch Europa League. Mùa giải năm nay, Luxor là một trong cầu thủ chơi tốt nhất của MU. Ngôi sao người Anh không chỉ phòng ngự tốt mà còn hỗ trợ tấn công hiệu quả. Ở tuổi 25, anh đang bước vào những năm tháng tốt đẹp nhất trong sự nghiệp. Luxor được đánh giá là một trong hậu vệ trái tốt nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Giống như Luxor, Pogba cũng tự tin trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Ngôi sao người Pháp cũng tin rằng MU sẽ đánh bại Villarreal để lên ngôi vô địch. Hansi Flick nói không với cả chủ tịch Barca Real. Theo nguồn tin tại Đức, HLV Hansi Flick đã từ chối cả Barcelona lẫn Real Madrid dù được đích thân hai vị chủ tịch mời gọi. Cuối tuần qua, HLV Hansi Flick đã có trận đấu cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng Bayern Munich. Từ một tháng trước, chiến lược gia người Đức đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Hùm Xám để tự do ra đi, tìm kiếm thử thách mới sau khi đã giành 7 danh hiệu chỉ trong 19 tháng làm việc tại Allianz Arena. Trong phát biểu mới nhất, HLV Flick cũng xác nhận việc ông đàm phán với Liên đoàn bóng đá Đức để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này thay Joachim Löw hậu Euro. Việc đôi bên đi đến một thỏa thuận cũng như thông báo chính thức chỉ còn là vấn đề thời gian và có thể sẽ được hoàn tất trước thời điểm diễn ra ngày hội của bóng đá châu. Báo giới Tây Ban Nha từng đề cập đến việc Barcelona muốn ngáng đường DFB, thậm chí coi Flick là ứng cử viên số 1 thay Ronald Koeman, trong lúc huấn luyện viên 56 tuổi chưa ký vào bất cứ giao kèo nào. Dù vậy, kế hoạch của gã khổng lồ xứ Catalan đã không thành công. Theo tiết lộ từ nguồn tin uy tín hàng đầu tại Đức, Kicker, thì không chỉ Barca mà cả Real cũng đưa ra những lời đề nghị và bị Flick phũ phàng từ chối. Chủ tịch Blaugrana, Joan Laporta được cho là đã đích thân gọi điện thuyết phục chiến lược gia này. Tương tự, chủ tịch Club Ancoach Florentino Perez cũng có liên hệ trực tiếp mà không thông qua người đại diện. Đây là những động thái cho thấy việc hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha thực sự nghiêm túc với Flick. Dù vậy, huấn luyện viên người Đức vẫn nói không, bởi việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia quê hương mới là mơ ước của ông. Bên cạnh đó là khó khăn khi làm việc tại Tây Ban Nha. Ngôn ngữ chính là rào cản lớn nhất nếu Flick đến Tây Ban Nha. Ông là mẫu huấn luyện viên làm việc dựa trên giao tiếp và truyền cảm hứng cho các học trò, nên việc sử dụng một thứ tiếng hoàn toàn mới có thể sẽ khiến ông gặp nhiều rắc rối. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.